mục tiêu xâm nhập biên giới Nga của Ukraine. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận ngày hôm nay gồm có các thông tin đáng chú ý như sau. Kiev nhắm đến mục tiêu nào khi bất ngờ xâm nhập biên giới Nga? 200 lính đánh thuê và quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine thiệt mạng gần Mykolaiv. Vì sao Zelensky đột nhiên nói đến ý định tổ chức trưng cầu dân ý? Thành viên NATO tham gia vụ án diệt chủng chống lại Israel. Việc bổ nhiệm Sinwar làm lãnh đạo Hamas đặt ra thách thức mới cho Israel. Sau đây, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của bản tin. Mục tiêu xâm nhập biên giới Nga của Ukraine là gì? Cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực biên giới của khu vực Kursk đã trở thành sự kiện chính trong 2 ngày qua. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hôm 7 tháng 8 cho biết, một đơn vị quân đội Ukraine với quân số lên tới 1.000 người đã tấn công với mục tiêu kiểm soát quận Sazansky của tỉnh Kursk. Gerasimov tuyên bố quân đội Nga đã chặn đà cuộc tấn công. Ông nói lực lượng Nga đang tiếp tục tiêu diệt kẻ thù ở các khu vực gần biên giới. Dù vậy, động thái này của Ukraine không chỉ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc xung đột mà còn dấy lên nhiều câu hỏi về mục tiêu và chiến lược của Ukraine khi tiến hành xâm nhập vào lãnh thổ của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với nội các rằng chính quyền ở Kiev đã phát động đợt khiêu khích nghiêm trọng, đồng thời cáo buộc quân đội Ukraine bắn bừa bãi vào loạt mục tiêu dân sự trong khu vực. Tỉnh Kursk có diện tích gần 30.000 km, dân số hơn 1 triệu người, nằm ở miền Tây nước Nga, sát tỉnh Sumy của Ukraine. Đây là một trong những cuộc xâm nhập lớn nhất vào lãnh thổ của Nga kể từ khi chiến sự bùng phát. Alexei Smirnov, quyền tỉnh trưởng Kursk, cho biết đã xảy ra thương vong, nhưng không đưa ra con số chính xác. Quan chức tỉnh Sumy, tỉnh trưởng Volodymyr Atyot, đã công bố lệnh sơ tán hàng ngàn người dân. Ông nói, tôi vừa ký lệnh sơ tán bắt buộc 23 khu định cư ở Sumy, thêm rằng biện pháp này áp dụng cho khoảng 6.000 người, trong đó có 425 trẻ em. Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng, Kiev đã không đạt được mục tiêu đảm bảo chỗ đứng trong khu vực của Nga. Ngoài ra, quân đội Nga đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng Ukraine được triển khai cho nỗ lực hoạt động xuyên biên giới. Cơ quan này cho biết Ukraine mất hàng trăm chiến binh và hàng chục vũ khí hạng nặng trong quá trình này. Đáng chú ý, trong quá trình tấn công, lực lượng Ukraine đã tiến về phía tây bắc thị trấn Suzdal, trung tâm hành chính quận Sozhansky. Suzdal là điểm trung chuyển khí đốt tự nhiên cuối cùng còn hoạt động của Nga sang châu Âu qua Ukraine. Với đường ống, Bukrengoy, Bumari, Uporov đã vận chuyển khoảng 14,65 tỷ mét khối khí đốt trong năm 2023, tương đương khoảng một nửa lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Nga sang châu Âu. Nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt của Ukraine cho biết khí đốt tự nhiên của Nga đã được vận chuyển bình thường đến người tiêu dùng ở châu Âu. Cách đó 60 km về phía đông bắc là nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga. Các phóng viên quân sự cho rằng mục tiêu rất có thể của cuộc tấn công này là buộc lực lượng vũ trang Nga phải điều chuyển lực lượng và khí tài từ các khu vực khác tới khu vực Kursk. Các chuyên gia và nhà quan sát tin rằng các cuộc tấn công có thể tiếp tục trong vài ngày nữa. Rabda.ru lưu ý rằng một mục tiêu khác của Ukraine là chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk và tống tiền Moscow trong quá trình đàm phán. Hiện các nỗ lực bổ sung của phía Ukraine tiếp tục được thực hiện. Theo EADL, Bộ Chỉ huy Ukraine đã chuyển hai khẩu đội Patriot đến hướng Kursk và sẽ gửi thêm hai lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine đến đó. Các trận chiến xung quanh Sosa diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột. Nga giành được nhiều bước tiến trên chiến trường trong năm nay, kiểm soát thêm 420 km vuông lãnh thổ từ lực lượng Ukraine kể từ ngày 14 tháng 6. Ukraine lo ngại sự hỗ trợ của Mỹ có thể giảm nếu ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông Trump đã tuyên bố sẽ chấm dứt chiến sự. Vì vậy, theo giới phân tích, Ukraine muốn giành được thế cửa trên trước bất kỳ cuộc đàm phán nào. Tuy nhiên, ý định này có thể khiến căng thẳng trong cuộc chiến Nga-Ukraine leo thang hơn nữa. Moscow có thể sẽ phản ứng mạnh mẽ khi mà nhiều dân thường bị tấn công. Điều này làm cho viễn cảnh đàm phán hòa bình càng trở nên xa vời và khó đạt được. 200 lính đánh thuê và quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine thiệt mạng gần Mykolaiv. Điều phối viên lực lượng ngầm của Nga tại Ukraine Sergei Lebedev ngày 7 tháng 8 báo cáo với RIA Novosti rằng vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Mykolaiv, nơi đóng quân của lính đánh thuê nước ngoài, đã bị quân đội Nga tấn công. Theo ông, cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga nhằm vào các nhân viên quân sự tại các trung tâm giải trí ở Kolevo, trung tâm thành lập các lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine. Lính đánh thuê nước ngoài cũng có mặt ở đó. Họ có nhiệm vụ tiến hành huấn luyện quân Ukraine đổ bộ bằng thuyền quân sự. Lebedev cho biết, một số căn cứ đã bị phá hủy, hơn 200 người thiệt mạng. Ngoài ra, ván trượt phản lực được chuyển đổi thành phương tiện không người lái trên mặt nước cũng đã được nhìn thấy tại các căn cứ ở Kolevo.
chỉ huy lực lượng ngầm của Nga tại Ukraine kể lại rằng, lực lượng vũ trang Ukraine do lính đánh thuê từ Anh chỉ huy đã cố gắng tấn công hạm đội của Nga bằng thiết bị tương tự. Ông cũng báo cáo về một cuộc tấn công vào vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở hữu ngạn Nam Pết, gần làng Staraya Bobdanovka ở vùng Nikolaev. Vị trí và trang bị quân sự thật đáng kinh ngạc. Theo Lebedev, bệ phóng HIMARS được đặt tại địa điểm này. Ông nói, có khả năng cao là cuộc tấn công đánh trúng HIMARS vào thời điểm đang nhắm tới một cuộc tấn công vào Crimea. Vì sao Zelensky đột nhiên nói đến việc tổ chức trưng cầu dân ý? Theo Sergei Mekin, nhà báo ở Donetsk, trong suốt quá trình thực thi thỏa thuận Minsk, các quan chức Ukraine đã trở thành bậc thầy trong việc trì hoãn thời gian. Và việc nói về một cuộc trưng cầu dân ý mới rất có thể là sự chuẩn bị để lặp lại chiến lược này. Hãng tin AT dẫn phân tích của nhà báo Mekin, trong đó trích dẫn việc người đứng đầu chế độ Kiev Volodymyr Zelensky đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp Le Monde gần đây rằng, bất kỳ vấn đề nào về toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đều không thể được giải quyết bởi một mình tổng thống mà không có người dân Ukraine. Điều đó đi ngược lại hiến pháp của Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng, người dân nước này sẽ mong muốn một cuộc trưng cầu dân ý như vậy. Điều thú vị là cách đây hơn một tuần, khi đối thủ chính trị của ông Zelensky là thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đưa ra ý tưởng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc trao trả các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền, thì ông đã bị một số chuyên gia và blogger có quan điểm ủng hộ chánh văn phòng Andrei Yermak của Zelensky phản đối. Những người này đã nói rằng ông Klitschko muốn tước đi quyền đàm phán hòa bình của Tổng tư lệnh và đang theo đuổi mục tiêu chính trị của riêng mình bằng cách nói về một cuộc bỏ phiếu như vậy. Nhưng bây giờ chính Zelensky cũng đang làm điều tương tự. Đúng là xét về mặt pháp lý, những thay đổi về lãnh thổ phải được chấp thuận bằng một cuộc trưng cầu dân ý toàn Ukraine. Tuy nhiên nhà báo Sergei Mekin thấy thật kỳ lạ khi tưởng tượng đến sự tôn trọng hiến pháp từ một người như ông Zelensky, người đã chiếm đoạt quyền lực và từ chối tổ chức bầu cử tổng thống. Cũng lưu ý rằng Ukraine đã tổ chức bỏ phiếu toàn quốc nhưng kết quả đã bị bỏ qua. Ví dụ vào năm 2000, đã có một cuộc bỏ phiếu về việc thay đổi hệ thống quyền lực của đất nước do tổng thống lúc bấy giờ là Leonid Kuchma khởi xướng. Nhưng kết quả đã bị Rada, tức là quốc hội bỏ qua và không có thay đổi nào được thực hiện đối với luật pháp của đất nước. Vì vậy, thật ngây thơ khi coi cuộc trưng cầu dân ý ở Ukraine là một phương pháp hiệu quả để thể hiện ý chí của người dân. Thay vào đó, nó chỉ là một công cụ được các chính trị gia sử dụng để đạt được các mục tiêu ngắn hạn của họ. Và trong cùng một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Pháp, Zelensky cũng nói rằng một cuộc bỏ phiếu như vậy không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tại sao ông Zelensky lại nêu ra khả năng đó, rồi sau đó lại không bác bỏ ý tưởng về trưng cầu dân ý và nhận bộ lãnh thổ về nguyên tắc? Có một vài lý do có thể xảy ra. Viễn cảnh Donald Trump lên nắm quyền tại Hoa Kỳ không thể không khiến Zelensky và Yermak lo lắng. Ông Trump hứa sẽ mang lại hòa bình cho Ukraine trong thời gian ngắn, và mối quan hệ cá nhân của Zelensky với cựu tổng thống Hoa Kỳ và những người đại diện cho nhóm của họ có một lịch sử phức tạp. Đó là nói một cách nhẹ nhàng nhất. Thật khó có thể tin rằng một cuộc điện thoại giữa các chính trị gia sẽ xoa dịu mọi bất đồng và định kiến tồn tại từ trước. Như vậy, Kiev nên mong đợi gì từ những người bảo trợ của mình trong đảng Dân Chủ Hoa Kỳ bây giờ? Trên thực tế, cuộc trao đổi tù nhân đa phương tuần trước giữa Hoa Kỳ, Nga, Đức và Belarus là một tín hiệu xấu cho Kiev. Trước hết, nó đã biến việc hồi hương của họ thành một phần trong chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris. Và đây là một đòn giáng vào một trong những trụ cột của chiến dịch tranh cử của Trump. Đó là lời hứa của ông sẽ đưa công dân Hoa Kỳ bị giam giữ tại các nhà tù Nga trở về nhà ngay khi ông trở thành tổng thống. Không phải vô cớ mà Trump nói rằng cuộc trao đổi là một thỏa thuận tồi tệ đối với Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ đang cố gắng đi trước một bước và ở bất cứ nơi nào có thể, họ đang cố gắng làm cho những lời hứa của ông trở nên thụt lùi. Nhờ đó rất có thể Nhà Trắng sẽ cố gắng tước đi một lời hứa khác của Trump, rằng ông sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trước cuộc bầu cử. Đảng Dân Chủ sẽ được hưởng lợi khi đội vương miện của người gìn giữ hòa bình lên đầu bà Harris trước cuộc bỏ phiếu. Có lẽ nhóm Zelensky đã được thông báo về những kế hoạch này và họ nhận ra rằng sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Vì vậy, họ đã chuẩn bị trước một kế hoạch, theo đó việc chuyển giao lãnh thổ cho Nga sẽ được người dân chấp thuận trong một cuộc trưng cầu dân ý. Mà Zelensky và Yermak tin rằng sẽ giải thoát họ khỏi trách nhiệm về những gì đã xảy ra và cho phép họ tiếp tục nắm quyền. Lý do thứ hai có thể là những lời nói về cuộc trưng cầu dân ý là một thông điệp gửi đến Trung Quốc nói riêng và Nam Bán Cầu nói chung. Sau chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba, Kiev đang cố gắng thể hiện cam kết của mình về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Ví dụ Zelensky đã nhiều lần nói rằng chiến tranh nên kết thúc càng sớm càng tốt.
Trong bối cảnh này, những lời nói về cuộc trưng cầu dân ý có vẻ giống như sự chuẩn bị cho một nền tảng pháp lý để kết thúc một thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Nhưng tất cả điều này chỉ là một buổi trình diễn, mà theo Kiev, khán giả chính của buổi trình diễn đó phải là các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và các quốc gia khác ở Nam Bán Cầu. Ví dụ giờ Mark đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng hội nghị thượng đỉnh thứ hai về Ukraine sẽ được tổ chức tại Trung Đông và việc đảm bảo sự tham gia của Trung Quốc là rất quan trọng đối với Ukraine. Đây là một nhân tố chính có thể thực sự ảnh hưởng đến Nga. Vì vậy rất có thể Zelensky, giờ Mark và những người khác sẽ nói bất cứ điều gì để có được một phái đoàn Trung Quốc xuất hiện tại hội nghị tiếp theo. Tất nhiên việc nói về hòa bình chỉ là tấm bình phong. Trên thực tế, những người cầm quyền ở Kiev sẽ cố gắng leo thang xung đột, coi đó là chìa khóa cho sự sống còn về mặt chính trị và vật chất của họ. Có một lựa chọn thứ ba, một cuộc trưng cầu dân ý được coi là cần thiết để trì hoãn tiến trình hòa bình. Tình huống này, theo nhà báo McKinn, được mô phỏng như sau. Trong quá trình đàm phán, Zelensky đồng ý nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, nhưng nói rằng ông cần tổ chức bỏ phiếu toàn quốc để phê duyệt quyết định này. Trên cơ sở này, ông yêu cầu ngừng bắn vì công tác chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu phải diễn ra an toàn trên toàn bộ lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Sau đó, quá trình này bắt đầu kéo dài. Đầu tiên, Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine không thể giải quyết một số vấn đề về tổ chức. Sau đó, một chính trị gia đệ đơn kiện thách thức quyết định tổ chức bỏ phiếu với lý do rằng nó đe dọa đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Sau đó, các cơ quan an ninh có thể tổ chức ra một cuộc bạo loạn ở một thành phố của Ukraine. Phía Kiev đổ lỗi cho Moscow, nói rằng Nga sợ rằng người dân Ukraine sẽ bỏ phiếu chống lại việc từ bỏ lãnh thổ. Cuộc trưng cầu dân ý sau đó sẽ bị hủy bỏ. Và nếu theo cách này, Ukraine sẽ đạt được một mục đích là cho phép quân đội Kiev có được sự nghỉ ngơi cần thiết trên tiền tuyến. Thành viên NATO tham gia vụ án diệt chủng chống lại Israel. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 7 tháng 8 đã tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Cairo rằng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chính thức tham gia vụ kiện diệt chủng chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế ICJ ở The Hague. Vụ kiện ICJ được Nam Phi đưa ra vào tháng 12, cáo buộc nhà nước Do Thái phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở Gaza. Kể từ đó, hơn 10 quốc gia đã tuyên bố ý định tham gia vụ kiện. Tòa án Hague vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng, nhưng đã ra lệnh cho Israel kiềm chế mọi hành vi có thể nằm trong Công ước Diệt chủng của Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng Trung Đông không thể tiếp tục dung thứ cho những hành động khiêu khích của Israel, bao gồm các cuộc tấn công vào Liban và Iran, đồng thời cáo buộc nhà nước Do Thái theo đuổi bạo lực và chủ nghĩa bành trướng, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu muốn đốt cháy toàn bộ khu vực. Ông Fidan cũng cáo buộc những người ủng hộ vô điều kiện của Israel đang phá hoại trật tự quốc tế. Ông lưu ý rằng những người lên án cuộc tấn công của Nga và Ukraine đã nhắm mắt làm ngơ trước việc Israel tiếp tục chiếm đóng đất đai của người Palestine. Fidan cho biết phương Tây đã mất đi mọi ưu thế về mặt đạo đức trong khu vực này do vấn đề Israel, đồng thời nhấn mạnh rằng việc phương Tây liên tục thuyết giảng về các quốc gia Hồi giáo về dân chủ và nhân quyền đã vượt quá giới hạn từ lâu. Ông thúc giục chủ sở hữu của Israel giữ chặt dây xích, cảnh báo rằng khu vực và thế giới sẽ phải trả giá đắt nếu cuộc thảm sát ở Gaza không dừng lại. Nhà nước Do Thái đã phát động cuộc tấn công vào Gaza sau cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào miền nam Israel của các chiến binh Hamas, đã giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ hơn 250 người làm con tin. Trong suốt phản ứng tiếp theo của Israel, khoảng 40.000 người Palestine được cho là đã thiệt mạng theo các quan chức y tế Gaza. Hồi tháng 6, ICJ yêu cầu Israel cho phép các nhà điều tra mà Liên Hiệp Quốc chỉ định tiếp cận để xem xét các cáo buộc diệt chủng. ICJ, cơ quan tư pháp tối cao của Liên Hiệp Quốc, là tòa án hàng đầu thế giới đứng ra giải quyết những khiếu nại pháp lý giữa các quốc gia về cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế. Phán quyết của ICJ mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng cơ quan này không có phương thức đảm bảo thực thi phán quyết. Việc bổ nhiệm Sinwar làm lãnh đạo Hamas đặt ra thách thức mới cho Israel. Jordan, Qatar và Ả Rập Saudi hôm thứ Tư ngày 7 tháng 8 đã từ chối yêu cầu của Hoa Kỳ cung cấp quân đội cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở dải Gaza. Trước đó, chính quyền Ai Cập cũng đã tuyên bố sẽ không tham gia hoạt động của lực lượng liên quân trong trường hợp Iran tấn công Israel. Tin tức này cho thấy những bất đồng đáng kể giữa các quốc gia đang cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng khủng hoảng mới nhất khiến Trung Đông đứng trước bờ vực của một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Một tuần đã trôi qua kể từ vụ ám sát người đứng đầu Bộ Chính trị Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy quân đội Hezbollah Fuad Shukr, nhưng vẫn chưa có cuộc tấn công lớn nào vào Israel và các nhà ngoại giao nước ngoài đang điên cuồng di chuyển khắp Trung Đông, cố gắng ngăn chặn bất kỳ sự leo thang nào của cuộc xung đột. Ngoài ra, các nhà hòa giải Mỹ, Ai Cập
và Qatar cho đến nay vẫn đang cố gắng cứu vãn các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thả con tin ở dải Gaza nhưng không thành công. Vụ sát hại thủ lĩnh Hamas ở Tehran tuần qua đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực lên mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Theo nhóm giám sát AC LED, kể từ ngày 7 tháng 10, Israel đã tiêu diệt ít nhất 39 chỉ huy hoặc thành viên cấp cao của trục kháng chiến, một mạng lưới thân Iran phản đối quyền bá chủ của Mỹ và Israel trong khu vực. Một số quan chức Mỹ nói với CNN rằng Mỹ dự kiến sẽ có một cuộc tấn công vào Israel trong những ngày tới. Hiện vẫn chưa rõ liệu Iran và Hezbollah có cùng phản ứng hay không. Các nguồn tin của kênh này tại Nhà Trắng và các cơ quan tình báo cho biết hiện mối lo ngại về hành động của Hezbollah cao hơn Iran và nó làm tăng khả năng một nhóm có trụ sở tại Liban được Iran tài trợ, trang bị và huấn luyện có thể hành động một mình. Hamas hôm 6 tháng 8 đã bổ nhiệm Yahya Sinwar, đại diện hàng đầu của họ tại dải Gaza, người đã chỉ đạo các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 ở Israel, làm lãnh đạo mới của họ. Các chuyên gia lưu ý rằng việc đưa chọn lãnh đạo mới của Hamas được thực hiện vào thời điểm cực kỳ bất ổn. Trong khi đó, các nhà quan sát cho rằng việc lựa chọn Yahya Sinwar, một nhân vật bí ẩn thân cận với Iran, người đã làm việc nhiều năm để xây dựng sức mạnh quân sự của Hamas, trên hết là một tín hiệu táo bạo gửi tới Israel rằng nhóm này sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến. Hosh Lovat, một chuyên gia về xung đột Israel-Palestine tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, nói với hãng tin AP rằng việc loại bỏ các nhân vật quan trọng khác đã dọn đường cho Sinwar. Chuyên gia này cho biết, hai tuần trước, ít ai ngờ Sinwar sẽ trở thành thủ lĩnh tiếp theo của nhóm, bất chấp ảnh hưởng mạnh mẽ mà anh ta dựng nên ở Gaza. Theo quan điểm của ông, vụ sát hại Haniyeh, một chính trị gia tương đối ôn hòa, không chỉ mở đường cho Sinwar thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Hamas, mà dường như còn khiến phong trào hướng tới một đường lối cứng rắn hơn. Không giống như Haniyeh, người sống lưu vong nhiều năm ở Qatar, Sinwar vẫn ở Gaza và cai trị vùng đất này bằng nắm đấm sắt. Anh ta được cho là vẫn đang ẩn náu trong mạng lưới đường hầm rộng lớn của Hamas bên dưới dải Gaza. Đáp lại việc bổ nhiệm, chuẩn đô đốc IDF của Israel, Daniel Hagari, nói với kênh truyền hình Ả Rập Saudi Al Arabiya rằng chỉ có một nơi dành cho Yahya Sinwar, đó là bên cạnh Mohamed Diab, người được cho là đã bị tiêu diệt hôm ngày 13 tháng 7. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị có các góc nhìn và quan điểm khác, xin hãy để lại lời nhắn bên dưới video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.